Xin chào anh chị, em là Phạm Hồng Chiến. Hôm nay em sẽ hướng dẫn anh chị lấy ảnh bài đăng văn bản trên Facebook để đăng lên các nền tảng mạng xã hội khác, ví dụ như Zalo, Instagram, vân vân. Facebook nó có chức năng cho phép chúng ta chỉ cần đăng một đoạn văn bản đơn giản và thêm cái nền rất là đẹp của Facebook cung cấp là chúng ta đã có một bài đăng rất là đẹp, chuyên nghiệp, thu hút người xem, người đọc trên các nền tảng khác không có. Và cách làm này nó rất đơn giản, ai cũng làm được. Nên em sẽ hướng dẫn cho anh chị trong video này. Đầu tiên, truy cập ứng dụng Facebook trên điện thoại. Ở trang chủ tài khoản Facebook của anh chị, ở bảng điều khiển có chữ bạn đang nghĩ gì. Chúng ta sẽ soạn văn bản vào ô này. Và để ở chế độ chỉ mình tôi nha. Sau khi mình soạn xong, chỉnh sửa hợp lý thì mình mới đăng công khai. Đây, kho hình nền của Facebook nó rất nhiều, nó rất đẹp và chuyên nghiệp. Em chọn hình trái tim đi. Đấy. Rất là đẹp đúng không ạ? Văn bản ở đây đó là cho nhau vàng không bằng trỏ đàng đi buôn, phi thương bất phú. Sau đó mình chỉ nhấn đăng thôi. Nó đang ở chế độ riêng tư mà. Mình có thể chỉnh sửa trước khi công khai bài viết. Sau khi chỉnh sửa hợp lý, ưng ý thì anh chị có thể chuyển chế độ bài viết này sang công khai, thêm cảm xúc, rồi là thêm những cái gắn thẻ bạn bè hay là check in vị trí. Còn ở video này em sẽ hướng dẫn cái ảnh rất là đẹp này để mình đăng lên Zalo, đăng lên Instagram. Đấy. Anh chị thích chụp cái ảnh to này cũng được nha. Chụp màn hình. Hoặc là cái ảnh vuông vuông này đều được cả. Đấy. Rồi trên máy điện thoại của anh chị sẽ có cái album ảnh, trên máy của em thì nó gọi là bộ sưu tập đấy ạ. Em kích vào. Đây là hai cái ảnh em vừa chụp màn hình. Ảnh hình vuông này. Ảnh full này, đầy đủ này. Rất là đẹp đúng không ạ? Em sẽ sửa như thế nào đây? Đơn giản. Cắt đi những cái phần thừa, giữ lại những gì đẹp đẹp. Chọn crop. Kéo xuống đây. Đấy. Ở đây cái trái tim màu tím là nó sẽ trọn vẹn hơn. Em sẽ kéo xuống đây. Kéo lên. Lưu lại. Chưa đẹp lắm nhỉ. Lấy cái bài vuông vuông này đi. Em thì thường lấy cái bài vuông này này. Vì nó chính giữa trung tâm luôn. Crop. Cắt ảnh theo khung. Kéo lên. Chỉnh sửa, lưu lại. Đấy, bây giờ anh chị đã có một cái ảnh, một bài đăng rất là đẹp. Anh chị có thể đăng ngược lại Facebook cái ảnh này
rồi viết thêm những cái đoạn chữ khác nhiều chữ hơn ở phía trên. Hoặc dùng bài này đăng lên Zalo. Em đăng lên Zalo nhá. Zalo. Rồi. Đây, ảnh mới cắt đẹp đẹp đây. Có thể viết thêm text hoặc là đăng luôn. Đấy. Zalo tuy không mạnh bằng Facebook nhưng nó có ưu điểm là nó đồng bộ hóa toàn bộ cái danh bạ của mình với tài khoản Zalo. Ai trong danh bạ của mình mà có Zalo là họ sẽ tự động kết bạn với mình luôn. Quay lại ứng dụng Facebook, bài đăng vừa rồi. Bây giờ chúng ta có thể đăng công khai cái bài văn bản này, hoặc là chúng ta có thể dùng cái ảnh vừa cắt đó để đăng lên Facebook và viết thêm văn bản khác. Em dùng cái ảnh vừa rồi nhá. Ảnh này. Đây này. Đấy. Em có thể gõ thêm. Đúng không? Các chế vui vui hài hài chút. Đặt sang chế độ công khai. Thêm cái hình nó vui vui, hỏi ý kiến. Đấy. Có thể thêm vào album. Đấy. Rồi là thêm cảm xúc. Hào hứng đi. Gắn thẻ bạn bè. Nếu mà anh chị muốn. Gắn thẻ vợ đi. Cảm xúc rồi, ảnh rồi. Check in. Check in này, cái này không có địa điểm nên khỏi check. Rồi mình đăng thôi. Reset lại. Truy cập trang cá nhân. Ồ, chúng ta đã có một bài đăng rất là hay và đơn giản, đúng không ạ? Cảm ơn anh chị đã dành thời gian xem video của em. Chúc mừng anh chị đã biết thêm một kỹ năng đăng bài Facebook và các nền tảng mạng xã hội khác. Rất là thú vị, rất là đơn giản và dễ dàng. Hẹn gặp lại anh chị ở những video hướng dẫn tiếp theo của em.